cập nhật hướng dẫn của Sở Di trú về tỉnh lược yêu cầu phỏng vấn cho mẫu đơn I-751. Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS vừa ra một thông báo về chính sách nhằm định hướng cho các viên chức xét duyệt hồ sơ khi nào thì họ sẽ cho phép đương đơn xin chuyển đổi sang thẻ xanh 10 năm bằng mẫu đơn I-751 được tỉnh lược ngày phỏng vấn trực diện. Một số thông tin liên quan đến mẫu đơn I-751 đơn xin chuyển sang thẻ xanh 10 năm. Nếu một công dân nước ngoài nộp đơn xin thẻ xanh thông qua việc kết hôn với một công dân Mỹ và cuộc hôn nhân của họ dưới 2 năm tại thời điểm thẻ xanh được chấp thuận, thì thẻ xanh của công dân nước ngoài này sẽ có hiệu lực 2 năm, hay còn gọi là thẻ xanh có điều kiện. Trước thời hạn thẻ xanh 2 năm này hết hạn, công dân đó phải nộp mẫu đơn I-751 cho Sở Di trú để xin chuyển sang thẻ xanh 10 năm, hay còn gọi là thẻ xanh vĩnh viễn. Cuộc phỏng vấn mặt đối mặt với viên chức lãnh sự thường sẽ được yêu cầu. Khi quý vị nộp mẫu đơn I-751, đương đơn sẽ nộp thêm những bằng chứng chứng minh hôn nhân của họ là thật mà không phải là gian dối vì phúc lợi nhập cư. Cuộc phỏng vấn thường được xếp lịch bởi viên chức xét duyệt trước khi mẫu đơn I-751 của quý vị được chấp thuận. Buổi phỏng vấn này được thiết lập để cho viên chức xét duyệt cơ hội xác minh lại thông tin đã được cung cấp trước đó trong hồ sơ của quý vị, cũng như tìm ra những thông tin mới để xác nhận về quan hệ vợ chồng của quý vị là thật. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, cuộc phỏng vấn có thể được tỉnh lược. Trường hợp này đã có từ lâu, tuy nhiên thông báo này sẽ giúp các viên chức xét duyệt hồ sơ xác định khi nào thì cho phép bỏ qua phỏng vấn. Theo thông báo, buổi phỏng vấn có thể được miễn nếu như viên chức có thể đưa ra quyết định dựa trên hồ sơ sẵn có vì nó có bằng chứng đầy đủ chứng minh tính xác thực mối quan hệ vợ chồng và mối quan hệ đó không vi phạm luật nhập cư của Hoa Kỳ. Đương đơn bảo lãnh chính lần này của mẫu đơn I-751 đã từng đi phỏng vấn trước đó với mẫu đơn I-485 hoặc I-130 và mẫu đơn I-751 của họ được nhận kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2018. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đơn I-751 và những bằng chứng đi kèm gian dối hay giả mạo. Trường hợp của quý vị không có những tình tiết gây thắc mắc cần đến buổi phỏng vấn trực diện để làm rõ tính minh bạch. Kết luận, mặc dù cuộc phỏng vấn mặt đối mặt với viên chức xét duyệt có thể giúp xác minh tính chân thật của mối quan hệ, song có những thời điểm các buổi phỏng vấn bị quá tải và làm hao tốn tài nguyên của Sở Di trú. Thông báo mới về chính sách này giúp cho các viên chức linh hoạt hơn trong việc xét duyệt nhằm giảm thiểu chi phí và cho phép đương đơn xin phúc lợi về nhập cư được trải nghiệm một dịch vụ hiệu suất và nhanh chóng hơn. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi Văn phòng Nam Cali 877 Di trú Mỹ hoặc 877-348-7869, Văn phòng San Jose 408-998-5555, Văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118 hoặc 028-3511-7684.